tại là 3 giờ chiều ngày 5/8/2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Chiếc này hiện tại là hai đôi lọc bình bằng chất liệu gỗ sạc cừ. Chúng tôi đã vừa hoàn thiện xong full sơn lót rồi. Thì một đôi trơn này là kích thước là 1m8, còn đôi đục kích thước là 1m6 của hai vị khách hàng tại Ba Vì Hà Nội và ở thị trấn Lâm Thao. Đây, đôi trơn này là đôi 1m8, chúng tôi đã vừa hoàn thiện xong full slot rồi. Quý vị có thể thấy cái sắc vân của đôi sạc cừ rất là đẹp. Còn cái đôi đục này là 1m6, được chạm tứ quý tùng trúc cúc mai, có đường kính là 40cm và đục chạm tứ quý tùng trúc cúc mai. Đấy, nó tượng trưng cho tài lộc, đôi 1m8 là có kích thước là 48cm. Lót nên là có thể thấy quý khách thấy là những cái đường vân này nổi lên rất là đẹp nhé, vân gỗ hoàn toàn tự nhiên. Hôm nay thì rất có nhiều khách hàng là chơi lộc bình và chọn gỗ sạc cừ, bởi vì giá thành nó rất là hợp lý, giá thành nó vừa với túi tiền của đa số khách hàng. Đây, tôi sẽ lướt qua chi tiết những sắc vân cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Cột cao hiện tại là ánh sáng là nó đang bị ngược sáng nên là màu sắc nó bị lóe, quý vị không nhìn rõ được. Hai đôi này chúng tôi đã để qua nắng rồi, cũng rất là khô rồi. Quý vị có nhu cầu mua sản phẩm đồ lộc bình liên hệ với cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 51086, website đồ gỗ tùng tám .com, xưởng có địa chỉ tại Văn Phúc, Cần Thơ, Phú Thọ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip khác nhé. Phía bên ngoài đây chúng tôi đang hoàn thiện một bộ sập gương đỏ